Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại. Tôi là Phương Vũ Dưỡng. Yes. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ, chuẩn bị sang năm mới rồi. Vì thế hôm nay tôi sẽ đốt pháo để chúc mừng năm mới. Đó. Nhưng mà vì Việt Nam cấm pháo, vì thế hôm nay tôi sẽ chế tạo ra một loại pháo nổ cực kỳ to luôn, nhưng mà không vi phạm pháp luật. Đó là làm pháo bằng bóng bay. Bây giờ tôi sẽ đi thổi hết mấy trăm quả bóng bay lên. Đó, rất nhiều bóng bay luôn. Đây cầm vậy, yêu này cầm rồi hai anh em. Ui ôi, giật cả mình. Quá đẹp luôn các bạn ơi, nhìn đẹp chưa? Woohoo. Yeah. Đây là hơn 100 quả bóng bay nhá các bạn nhá. Đó. Đẹp không Vinh ơi? Đẹp. Đẹp á? Nói to lên đi. Anh em cầm có đẹp luôn nhỉ? Quá đẹp. Giờ làm nào thì cho nổ đi. Im, cứ nghịch đã. Hay treo treo đây ở Vinh, hay treo trên nóc nhà. Ừ. Vinh Vinh mày ra sang ra rồi. Đi đi đứng đứng đây, đứng đứng đây. Ờ đúng rồi. Hay treo trước cửa nhà nhỉ? Các bạn bảo treo treo cửa nhà đẹp không? Đẹp quá. Nghịch sướng không? Sướng. Sướng chơi đây đấy, đấy đấy. Ui, như là ngáo với bà. Phê không? Nghịch sướng không Vinh? Nghịch quá sướng. Đẹp nhỉ, quá nhìn đẹp. Đẹp. Phê sướng. Bóng bay đủ các màu sắc luôn các bạn ạ. Đấy. Ờ, có một người đi chặt nào, vang 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 cổ đi. Cậu ấy đúng rồi ấy. Đi đi đứng yên ra nào, ngoảnh ngoảnh về đâu này. Tao ngoảnh về đâu này. Rồi, ngoảnh đâu này cơ. Này. Đứng yên ra nào. Vác lên. Ui, chất nhỉ. Yeah. Đây là hoàng tử bóng bay, hoàng tử bóng bay. Hoàng tử bóng bay. Vinh là hoàng tử bóng bay thì Vinh có cần công chúa bóng bay không? Công chúa bóng bay không có. Không có á, chỉ có hoàng tử bóng bay là Vinh tiền nẻ thôi. Vinh tiền nẻ là hoàng tử bóng bay. Nó sở hữu quá trời bóng bay. Cái mặt trông cái mặt trông khắm nọ chưa. Đấy. Đấy. Yeah. Ui dồi. Đấy. We'll be right back.
múa rồng. Đấy. Đang múa rồng mà bóng bay. Cảm giác anh Dương có thể cảm giác có vui không? Rồi, hai anh em mình chế quả bóng bay này có vui không? Rồi. Ấy. Các kiểu màu sắc luôn. Ghê. Ấy. Ấy, đấy không? Đẹp vãi trưởng luôn các bạn, nhìn thật sự nhìn cái dây bóng bay nhìn rất là đẹp. Nhưng mà làm ra cái dây bóng bay là cả một quá trình các bạn. Nhưng không sao, chỉ cần tạo ra được video hay là tôi vui rồi. Năm 4 3 2 1 chúc mừng năm mới. Vậy là màn nổ pháo chúng ta đã kết thúc. Thực sự tôi thấy cái màn nổ pháo này nó không đẹp cho lắm. Thật sự nó không được đẹp. Thật sự xin lỗi các bạn, căn bản cái pháo đang ấy tôi tưởng là bóng bay nổ nó phải đẹp ơi đẹp, nhưng mà thực sự tôi cảm thấy nó không đẹp cho lắm. Có gì các bạn không đẹp thì các bạn thông cảm nhé. Vinh mày có thấy đẹp không? Cũng đẹp. Đẹp á? Cũng đẹp mà. Nhưng mà thực sự tôi thấy lỗ bóng bay nó không đẹp cho lắm. Nhưng mà có hơi đẹp đẹp à? Không, cũng đẹp mà cũng được. Ok, thì năm mới tôi sẽ chúc các bạn năm mới an khang thịnh vượng, tiền vào như nước sông Đà, tiền ra giỏ giọt như cà phê Vin. Và chúc các bạn thành công trong cuộc sống. Chúc các bạn gì nữa ta? Chúc các bạn sẽ đạt được những ước mơ trong năm mới, năm 2018. Ok, đến lượt Vinh. Vinh mà chúc khán giả đây, chúc các bạn đi. Tôi cũng chúc là các bạn năm mới cũng ăn khang thịnh vượng, gọi là làm tiền vào như nước mà giờ sông gì cơ? Sông gì? Tiền vào sông uống được. Tiền vào như nước sông Hồng được đấy. Tiền vào như nước sông Hồng mà. Tiền ra giỏ giọt như nước sông Đà được. Tiền ra gọi như kiểu như rồi tôi cũng thật ra cũng khó ăn nói đâu. Chúc ơi ơi thôi, chúc gì chúc. Ăn nói đâu không được đấy. Ok, Vinh Trần Nẻ nó không biết chúc Tết các bạn ạ. Thì tôi thay mặt Vinh Trần Nẻ là chúc các bạn năm mới luôn luôn mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc. Ok, chỉ thế thôi. Tôi văn hai thằng chúng tôi văn hơi kém các bạn thông cảm nhá. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem clip tôi. Hẹn gặp các bạn vào các video tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn. Năm mới an khang thịnh vượng nhá. Bye bye.